Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Và chắc là các bạn đã biết rằng là cái cơn bão đổ về iPhone 8, iPhone 8 Plus cũng như là iPhone 10 đang còn rất là hot. Và khi cái cơn bão này nó đang hot như vậy thì có rất nhiều bạn đang quan tâm tới việc là iPhone 7, iPhone 7 Plus, kể cả hàng lóc, hàng cũ hay là hàng mới, hàng chính hãng, chắc chắn là nó sẽ giảm giá rồi. Và liệu nó có đáng mua ở ngay thời điểm hiện tại hay không? Thì hôm nay mình và người lạ sẽ phân tích một chút để cho các bạn để xem là cái thời điểm này có đáng mua những sản phẩm đó hay không nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ không nói về hàng lóc hay là hàng chính hãng hay là hàng quốc tế hay là hàng mới, hàng cũ gì đó. Chúng ta sẽ nói chung đi. Tầm thời điểm này thì chắc chắn là nó sẽ giảm giá rồi. Đúng rồi. Đầu tiên là theo em đã, nó giảm giá có nhiều hay không? Nó sẽ giảm giá trải đều từ trước khi iPhone mới ra mắt, trong khi iPhone mới ra mắt và một thời gian ngắn sau khi iPhone mới ra mắt. Nhưng mà cái giá mà ở thời điểm hiện tại này có thể là giá nó chạm ngưỡng. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy ít, nó giảm ít, rất ít về sau. Và đợi khi nào mà iPhone 8 và iPhone 10 về thật nhiều thì may ra nó sẽ có giảm. Chứ còn vài tháng nữa iPhone chưa về thì nó cũng sẽ cứ ở cái ngưỡng này thôi. Có nghĩa là giá giảm bây giờ đã là giá giảm tới ngưỡng rồi. Nghĩa là trong khoảng 2 tháng nữa là cái biên độ dao động giá của nó sẽ là tương đối thấp, nó không quá nhiều. Nhưng mà sau khoảng 2 tháng nữa, nghĩa là ngoài 2 tháng nữa thì cái biên độ nó có thể nó sẽ cao hơn. Đúng rồi. Đúng không? Đó là về cái tốc độ giảm giá. Thế tiếp theo nữa là bây giờ chúng ta sẽ nói là hàng lóc thì ví dụ như là 7 lóc nó sẽ rơi vào khoảng hơn 8 triệu, rồi là 7 Plus lóc nó sẽ khoảng 10 triệu rưỡi gì đó. Đấy. 11 triệu rưỡi. Ừ. 11 triệu hơn tầm đấy. Ừ, 11 triệu đấy, kiểu thế thì đầu tiên là với hàng lóc, nếu mà chúng ta so sánh hàng mới thì nó rất là khập khiễng, đúng không? Nhưng bây giờ hiện tại thì với mức giá đó, chúng ta sẽ so sánh là những cái con ở trong cùng cái tầm giá của nó đi. Ví dụ như đối với iPhone 7 lóc thì nó sẽ có Xiaomi Mi 6 này, chính xác hơn này. Chúng ta sẽ có con gì nữa nhỉ? Đấy, LG V20 hàng mới 100% này. LG G6. LG G6 này, hàng cũ nhưng mà cũng coi như là mới này. Ừ. Chiếc thậm chí cả Mi Note 3 sắp về. Mi Note 3 này, Samsung Galaxy S7. Đúng rồi. Nhưng mà nói thật là trong tầm giá đó mình sẽ lựa chọn iPhone 7 lock, bởi vì là mình bây giờ sẽ không so sánh từng yếu tố một, sẽ rất mất thời gian. Nhưng mà cái lựa chọn đó là do cái sở thích cũng như là cái cảm quan của mình. Và mình nghĩ rằng mức giá của một cái thiết bị flagship iPhone cách đây 1 năm như thế là hợp lý, đã để mình mua. Người lạ thì sao? Sẽ chọn con nào? Chọn những cái thiết bị iPhone lock bây giờ nó hợp lý hơn nhiều ở cái điểm là sim ghép bây giờ nó lợi hại quá. Nếu như ngày xưa các bạn rất là khó chịu, một khi chúng ta không jailbreak được thì gần như là sẽ phải làm đủ mọi cách, kiểu như là sẽ cài một phần mềm để đổi tất cả cái đầu số danh bạ từ 0 thành cộng 84. Và nói thật là cái ngày đấy, cái phần mềm đấy ăn đi nằm ra từ quảng cáo cũng vì iPhone lock bán nhiều. Thì bây giờ chắc có lẽ ngủ gần hết. Có lẽ là chẳng ai thèm tải phần mềm đấy làm gì, một khi mà có sim ghép nó fix được tất cả các lỗi. Và bây giờ chúng ta không phải lo lắng gì cả. Đây, nói cho nó nhanh thì mình đang dùng một con 7 cộng lock như này. Và mình gắn sim ghép vào cố định. Không có bất cứ một hiện tượng gì xảy ra từ đầu đến bây giờ rằng là con máy này nó thể hiện là máy lock cả. Đơn giản thôi, nó là máy Mỹ, nó không có tiếng âm chụp ảnh. Mình không gặp bất cứ hiện tượng gì về việc kích hoạt iMessage hay là FaceTime, hay là không có một cái gì đó về vấn đề sóng sánh, không mất sóng bao giờ, không bị văng active, không gì cả. Do vậy là cái việc mà bây giờ mua iPhone lock rất dễ dàng. Vậy nên là nếu mà so sánh 7 lock kiểu với Mi 6, Mi Note 3, rồi LG G6 cũ, LG V20 hay là S7S thì quả thật là nghi nhiều hơn về 7 lock. Đúng rồi. Thế còn 7 Plus lock thì trong tầm giá đó thì chúng ta sẽ có, ví dụ như là hàng cũ sẽ có Galaxy S8 này. Đúng rồi. S8 Plus thì đúng là chúng ta chưa với tới được, đúng không? Sẽ có Galaxy S8 là một này, chúng ta sẽ có những thiết bị hàng mới như là Sony Xperia XZ này, chúng ta sẽ có thêm những cái gì nữa nhỉ? C9 Pro này. Đấy, rồi chúng ta sẽ có Mi 6 hàng chính hãng này. Đó, đây là chúng ta so sánh sang hẳn hàng mới luôn nhé. Còn hàng cũ thì chúng ta còn lựa chọn rất là nhiều những cái sản phẩm mà nó tốt khác như Galaxy S8 đấy. Thì đúng là 7 Plus bây giờ cũng là chiếm ưu thế nhất ở trong số những cái thiết bị mà mình kể ra. Với mình thì trong tầm giá đó mình cũng sẽ lựa chọn 7 Plus lắm. Thế người là mình cũng xin được nói thật đó là mình cũng sẽ chọn 7 Plus lock, tại vì mình đang dùng 7 Plus lock lên. Đây là phiên bản màu hồng, mình dùng thử thấy là nó đáp ứng được các nhu cầu của mình một cách rất ok. Đầu tiên là về cái phần màn hình thì lúc đầu mình không thích màn hình to đâu, nhưng mà dùng quen con này rồi và với thời lượng pin ấn tượng của nó, mình hoàn toàn có thể đánh đổi lại cái cảm giác sử dụng ban đầu để sau này quen đi dùng màn hình to cho thời lượng pin tốt hơn, ok. Và như vậy là ok rồi nhá. Thứ hai về camera thì mình rất ấn tượng về camera của 7 và 7 Plus, đặc biệt là 7 Plus này. Cái chất lượng chụp ảnh của nó có thể ngang ngửa được với S7 hay G5 được. Và với một bước nhảy vọt về camera từ 6S lên đến con này với khẩu độ mở to hơn hẳn ấy, thì chất lượng ảnh của nó các bạn đảm bảo sẽ không thất vọng.
trước khi chụp cái gì nhớ lau ống kính đi, chứ đừng vì nó bẩn mà khiến ảnh mờ rồi các bạn chê nó chụp xấu. Con này chụp rất ok, đấy là mình khen thật. Về những yếu tố khác thì hiệu năng thì không phải bàn rồi. Con này nếu trừ mấy con iPhone mới ra thì có lẽ là nó cũng không có đối thủ mấy. Con này, con 7 Plus này. Về những yếu tố khác nữa thì vẫn ok. Pin của con máy này rất tốt. Và nói chung là nó đáp ứng tất cả mọi cái đủ cho mình thì mình cũng cứ xác định lấy nó thôi. Còn, okay. còn lại thì các bạn cứ tin mình đi. Đảm bảo là mình sẽ mua 7 Plus lock sau đây một khoảng thời gian ngắn thôi. Vậy là bây giờ chúng ta đã nói về hàng lock rồi, bây giờ chúng ta nói về hàng chính hãng mới 100%. Không, các bạn lại hỏi, vậy là bây giờ ghi lại Bỡ đít rồi tâng bốc hàng lock. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nói là cái giá chênh lệch giữa hàng mới 100% so với cả iPhone 8 và iPhone 8 Plus nhé. iPhone 10 thì giá nó quá khủng khiếp rồi, thì chúng ta sẽ không tính ở đây. Thế bây giờ 7 chính hãng, 7 Plus chính hãng so với cả 8 chính hãng và 8 Plus chính hãng, hiện tại nó sẽ chênh lệch giá là rơi vào khoảng 6 triệu cho mỗi con á. Cho mỗi con. Bây giờ mình sẽ check lại luôn. iPhone 7 32GB là 17,5 triệu. Đúng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh sang con kia là 21,9 triệu. 20,9 triệu là 21 triệu. 21 triệu. Còn đây là 17,5 triệu thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu đây? 17,5 triệu với 21 triệu, vậy là 5,5 triệu. 5,5 triệu, đúng rồi, chưa đến 7 triệu. Đâu, 4,5 triệu. Và cái cũng giật mình, 4,5 triệu là giật mình. 7 Plus với kia chắc cũng xem cái giảm giá đó. Thì chúng ta cứ cho như là khoảng 5 triệu đi nhá, thì cái mức giá đó có đáng để chúng ta nâng cấp lên hay không? Nếu mà 5 triệu thì 5 triệu là một cái mức đáng để mà suy nghĩ. Tất nhiên là không thể dạy người giàu tiêu tiền được rồi, họ có tiền họ vẫn sẽ mua thôi. Còn lại những người không có tiền hoặc là mua trả góp thì mình vẫn nghĩ là tầm này 7 và 7 Plus vẫn đáp ứng hoàn toàn đủ nhu cầu. Những cái người mà kiểu như nhu cầu bình thường, AR Việt Nam hoàn toàn chưa phát triển, chứ đừng nói là đang phát triển, mình nghĩ là chưa phát triển. Còn những yếu tố khác ấy, về camera hay là về màn hình hay là về thiết kế hay về sạc không dây, những yếu tố đó, ví dụ sạc không dây với AR không phát triển Việt Nam này, và những yếu tố mà mình kể ra hơn về camera hay màn hình ấy, thì nó cũng không xứng đáng cho cái khoảng chênh lên tới 5 triệu, 4,5 triệu như vậy được. Đó, vậy là đối với cả cá nhân bọn mình ấy thì nếu mà chúng ta có vừa đủ tiền mua iPhone 7 cũng như là iPhone 7 Plus thì chưa nên cố ở thời điểm hiện tại. Đấy là mình nói là chưa xứng đáng và chưa nên cố là theo cái kiểu người là không có nhiều tiền, chỉ có vừa đủ hoặc ít tiền hơn cái số cần mua. Chứ người nhiều tiền thì không thể khuyên họ là xứng đáng hay không được, là họ chính họ sẽ là quyết định. Ok, còn các bạn cảm thấy sao về iPhone 7 cũng như là iPhone 7 Plus? Và theo các bạn thì cái thời điểm này có phải là cái thời điểm thích hợp nhất để mà mua iPhone 7 cũng như là iPhone 7 Plus hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì mình và người Lan xin chào, hẹn gặp lại.